Hello, xin chào anh em có nhận ra cây nào không? Đây là cái cây cường đã bị hư rễ, cường đã treo nó cách đây gần đúng một tháng anh em nha, 3 ngày nữa là đủ một tháng ha. Đó thì ngày hôm nay là cường sẽ dỡ ra cho anh em xem cái sự phát triển của nó, coi nó sống khỏe không nha anh em nha. Đây, đây rồi, ok. Thì ngày hôm nay là em nó đã xanh tươi rồi anh em ha. Đó, thì cái này là mình chùm bao ni lông lại, mình để trong mát nha anh em. Một ngày mình dở ra là cỡ 20 phút đến nửa tiếng cho nó lấy oxy không khí ha. Đây nó vẫn còn bật mầm nè anh em nha. Thì cái này chắc cỡ chừng 15-20 ngày nữa là Cường có thể đem vô chậu được rồi ha. Hiện tượng này là rễ nó đã đi rồi nha anh em. Và trong khi đó thì Cường kết hợp, Cường xịt cái chai thủy phân dinh dưỡng tổng hợp này ha. Thì cái này nó có một cái công dụng rất là ok, đó chính là kích rễ rất là mạnh anh em nha. Nó hỗ trợ kích rễ mạnh lắm, và nó phun tược ra, lá đi thì rễ sẽ đi ha. Nó kích thích ra mầm mới thì cái mầm nó ra rồi thì cái rễ dưới nó mới chạy được anh em nha. Đó, không những là đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng cho cây mà nó kích rễ cũng rất là mạnh nha anh em. Đó, mà nó phục hồi cây suy yếu rất là tốt ha. Cây này nhìn như vậy nhưng mà cái lá của nó vẫn còn xanh nha anh em nha. Nó rất là xanh ha. Đó, cái cây này thì chắc chừng vô chậu cỡ 2 tháng nữa là nó búng ra là ấm cây luôn nha anh em. Đó, thì đây là ngày hôm nay là Cường quay kết quả cho anh em xem ha. Cái này là sau đúng một tháng ha, còn 3 ngày nữa là đủ một tháng nha anh em. Đây thì cây này nó đã sống khỏe rồi anh em ha, chắc chắn ở dưới nó đã có rễ rồi nha anh em. Đó thì cái chai thủy phân dinh dưỡng tổng hợp này anh em muốn sử dụng trải nghiệm thì liên hệ với Cường ha, 0374 113366 hoặc là 093 77 87700 để gặp trực tiếp Cường anh em nha. Số nào cũng có Zalo hết nha anh em. Đó, đây là người thật việc thật cho anh em luôn ha, sản phẩm mình làm ra và mình sử dụng trên cây của mình luôn nha anh em. Đó rồi, ok, anh em nào muốn sử dụng cái này thì liên hệ với Cường nha. Rồi, Cường Vinh xin chào và cảm ơn anh em nha. Anh em hãy ủng hộ cái kênh Cường làm vườn của Cường Vinh nha. Xin chào anh em.